Lê Vi Ký chương 23. Các ngày lễ, Chúa phán dạy Môi-se, con nói với dân Israel và dạy họ rằng: sau đây là những lễ ta ấn định, những ngày lễ của Chúa, là những ngày các ngươi công bố cuộc họp thánh. Ngày Sa-bát, có 6 ngày để các ngươi làm việc, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát an nghỉ, một ngày hội họp thánh. Trong ngày đó các ngươi không được làm bất cứ công việc gì, bất cứ các ngươi sinh sống ở đâu. Ngày đó cũng là ngày Sa-bát cho Chúa. Lễ vượt qua và bánh không men. Đây là những lễ được Chúa ấn định. Những cuộc họp thánh các ngươi phải công bố vào thời điểm đã định. Lễ vượt qua của Chúa bắt đầu từ trạng vạng tối ngày 14 tháng 1 đến ngày 15 tháng ấy. Lễ bánh không men của Chúa bắt đầu. Trong 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, tổ chức một cuộc hội họp thánh và không được làm những việc ngành nghề. Trong 7 ngày, phải dâng tế lễ thiêu cho Chúa. Đến ngày thứ 7, tổ chức một cuộc họp thánh và không làm những việc ngành nghề. Lễ hoa quả đầu mùa. Chúa phán dạy Môi-se, còn nói với dân Israel và bảo họ: khi các ngươi vào xứ ta sẽ ban cho và gặt hái hoa màu, hãy đem đến cho thầy tế lễ bó lúa đầu tiên các ngươi gặt được vào ngày sau ngày Sa-bát. Thầy tế lễ cầm bó lúa đưa qua đưa lại trước Chúa thì bó lúa sẽ được nhậm. Trong ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại, ngươi cũng phải dâng một con chiên con 1 tuổi không tì vết làm của lễ thiêu cho Chúa, của lễ chay bằng 2/10 epha bột mịn có dầu, dùng lửa dâng hương thơm lên cho Chúa, cùng với 1/4 hin rượu nho làm lễ quán. Các ngươi không được ăn bánh ngũ cốc rang hay mới gặt cho đến ngày các ngươi dâng các tế lễ này cho Đức Chúa Trời. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai tại bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống. Lễ các tuần. Kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi tính 7 tuần lễ trọn, rồi tính đúng 50 ngày cho đến ngày sau ngày Sa-bát thứ 7 và dâng một tế lễ chay mới cho Chúa. Các ngươi phải từ nhà mình đem đến 2 ổ bánh làm với 2/10 epha bột mịn có pha men và dâng đưa qua đưa lại làm tế lễ đầu mùa cho Chúa. Cùng với 2 ổ bánh, các ngươi sẽ dâng 7 chiên con 1 tuổi không tì vết, 1 con bò tơ đực và 2 con chiên đực. Các sinh tế này sẽ được dâng làm tế lễ thiêu cho Chúa, đồng thời với tế lễ chay và lễ quán, dâng trên lửa và có hương thơm cho Chúa. Sau đó dâng 1 con dê đực làm tế lễ chuộc tội và 2 con chiên con 1 tuổi làm tế lễ cầu an. Thầy tế lễ sẽ đưa qua đưa lại 2 con chiên con trước mặt Chúa làm tế lễ đưa qua đưa lại cùng với bánh làm bằng hoa quả đầu mùa. Các vật đó sẽ là thánh cho Chúa, tức là thánh cho thầy tế lễ. Trong ngày hôm ấy, các ngươi phải công bố một cuộc họp thánh và không làm những việc ngành nghề. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai tại bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống. Khi gặt hái hoa lợi của ruộng đất mình, đừng gặt tận đầu đồng, cũng đừng mót những gì còn sót lại, phải để lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Lễ thổi kèn. Chúa phán dạy Môi-se, con nói với dân Israel rằng: vào ngày mùng 1 tháng 7, các ngươi có 1 ngày nghỉ, tức là 1 ngày hội họp thánh với tiếng kèn thổi. Đừng ai làm các công việc ngành nghề, nhưng phải dâng tế lễ thiêu cho Chúa. Lễ chuộc tội. Chúa phán dạy Môi-se: ngày mùng 10 tháng 7 là ngày lễ chuộc tội, phải triệu tập một cuộc họp thánh. Các ngươi phải ăn hối lỗi và dâng tế lễ thiêu cho Chúa. trong ngày ấy không được làm việc, vì đó là ngày lễ chuộc tội để chuộc tội cho các ngươi trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Ai không ăn năn hối lỗi trong ngày hôm ấy sẽ bị trục xuất ra khỏi nhân dân. Ta sẽ diệt khỏi nhân dân người nào làm việc vào ngày hôm đó. Các ngươi sẽ không làm một công việc nào cả. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai tại bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống. Đây là một ngày Sa-bát nghỉ ngơi cho các ngươi, và các ngươi phải ăn năn hối lỗi. Các ngươi phải giữ lễ này từ tối mồng 9 tháng này cho đến tối hôm sau. Lễ lều tạm. Chúa phán dạy Môi-se: Con bảo với dân Israel rằng lễ lều tạm của Chúa sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 và kéo dài trong 7 ngày. Ngày thứ bảy sẽ có cuộc họp thánh và không ai làm công việc ngành nghề. Trong 7 ngày, các ngươi dâng tế lễ thiêu cho Chúa. Đến ngày thứ 8, các ngươi tổ chức cuộc họp thánh và dâng tế lễ thiêu cho Chúa, tức là cuộc họp trọng thể không ai làm công việc ngành nghề trong ngày này. Đó là những lễ do Chúa ấn định và phải được công bố là những cuộc họp thánh để dâng tế lễ lên cho Chúa bằng lửa, tức là tế lễ thiêu, tế lễ chay, các tế lễ và lễ quán các ngươi phải dâng theo đúng ngày. Ngoài ra còn có những ngày Sa-bát của Chúa và những tế lễ khác như lễ vật khấn nguyện, lễ vật tạ ơn là những thứ các ngươi vẫn dâng cho Chúa. Như vậy, bắt đầu vào ngày 15 tháng 7, sau khi đã thu hoạch hoa lợi của ruộng đất mình, các ngươi phải tổ chức kỳ lễ cho Chúa trong 7 ngày. Ngày thứ nhất là ngày nghỉ và ngày thứ 8 cũng là ngày nghỉ. Vào ngày thứ nhất, hãy lấy trái cây chọn lựa, tàu, trà là, nhánh cây đầy lá, cành dương liễu và vui mừng trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi trong 7 ngày. Mỗi năm, các ngươi phải giữ lễ này cho Chúa trong 7 ngày. Vào tháng 7, luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai. Mọi người dân Israel đều sống trong lều suốt 7 ngày, để con cháu các ngươi biết rằng toàn dân Israel đều sống trong lều khi ta đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy Môi-se loan báo cho dân Israel biết những kỳ lễ Chúa đã ấn định.